đây rồi. Ôi giời. Đây rồi. Ôi giời. Wow. Hàng đấy rồi. Hôm nay đồ dùng vật. Đóng luôn. Ôi hàng. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của em nhé. Và đến mấy chục cây số thì sang mạn bên này đi câu ở kênh các bạn. Kênh này đổ ra sông. Anh em nhìn chưa? Kênh thơ mộng. Em đang đứng đây sườn của bờ đê các bạn. Chỗ này bên trong người ta trồng nhiều cái cây xanh nhỉ. Ôi, ở đây có hoa đẹp đấy. Anh em nhìn hoa gì đẹp chưa này? Sắc tím. Xe cũng còn đang dựng ở trên sườn đê này. Tí nữa chắc là em phải ngồi cái mạn bên trong này, đi vào khu chỗ trước cái bụi na ngày xưa câu ạ. Dẫn các bác đi nhá. Vào trong bụi na ngồi nó sâm mát hơn. Ngồi ở ngoài đây mình ngồi sườn đê nó hơi nắng. Ở đây lắm hoa đẹp thật đấy. Tím tím. Hoa không biết là hoa gì ấy nhỉ. À, đây cây số hổ. Lâu lắm em mới nhìn thấy mấy cây này. Cây cầm cái lá nó cụ mất. Bông hoa của nó cũng đẹp. Cũng đẹp đấy nhỉ. Cụ. Con lòng đang lấy mật các bạn này. Ở bên mạn chỗ bên em thì cá này nó cũng nhiều, rồi là cảnh quay nó không được đẹp như bên này. Sang bên này quay cho các bác xem mấy khung cảnh ở đây. Nghe thấy chưa? Toàn cái cây gì trông lạ thế, không biết cây gì nhỉ, trông hoa đẹp thật. Nó thành tán hàng tán này. Đó. Đi thôi, bây giờ phải lên xe đi bóng vào bên sâu bên trong kia thì trời nó sẽ râm mát hơn anh em ạ. Bắt đầu trời nắng đấy. Dạo này miền Bắc không hiểu sao à. Nó nắng kinh thật, nắng gần 2 tháng trời này không thấy cơn mưa nào. Nghe mình chưa, nắng chói chang luôn. Bắt ghê sợ luôn. Rồi, nên xe phóng lên trên kia anh em nhé. Wow. Trên đây mạn bên này thì là dân. Còn đường này nó là đường đê luôn đấy. Đê chảy nước đi máng này. Ôi nước sạch chưa anh em này. Công nhận nước ở đây sạch thật. Nước sạch hoa cỏ đẹp. Đây là cây quả nổ này. Cây quả nổ này anh em. Hạt này thì uống nước là nó nổ ngay đấy. Chưa
chắc là nó chưa chín, chưa nổ đâu. Thường thường ném quả xuống nước phải nổ ngay đấy anh em. Trôi rồi. Rồi đi thôi. Anh em ạ, à, đứng vị trí trước hai câu này các bạn anh nhìn nhá, thì bên trong này nó toàn là cái bụi cây na rừng ấy, tắt máy anh em nói cho rõ nhá, toàn cái bụi na rừng tí ngồi cho dâm mát, thì con sông này, con kênh này nó còn thông hơn tận ở bên cái mạn tít mù đằng kia nữa cơ, nhưng mà nó sông nó thông ra kiểu con sông lớn, con cá quấy này, các bạn nhìn thấy con cá quấy một nước anh em nhá, nhiều cá luôn, con xuống ngồi trong sông này cho dâm nhé. Đến địa điểm câu này anh em ạ, nắng kinh khủng luôn. May là ở bên trong chỗ này trời nó còn râm mát, ngoài nắng lắm. Chỗ này đi mệt cầm ô luôn anh em. Sạt dòng tóc, mướt mát rồi. Mướt mát hết cả người kinh quá. Bây giờ cứ phải chắc là cắm cái ô trước. Cắm ô trước ngồi cho yên tâm, tí nắng lên rồi cắm mệt lắm. Ngày xưa có lần em đi cắm ô mà lúc về không quên luôn cái chân này anh em ạ. Mất luôn cả một cái chân này. Mới mua được lại một cái mới. Kiểu nhổ lên nó xoáy vất ở bờ cỏ đấy. Tí nó nặn nó bỏ mất. Đi câu phải có cái ô. Ngồi nó yên tâm, không có ô ngồi nắng mệt lắm. Kiếm một con cá thôi. Quá hết một vui đi cầu thủ ba chai nước nằm chai khoáng uống cho nó mát chỉ hết là bóc ra nó này nó nắm gà quá bóc ra phá xỉ ba chai hết hai đúng là cuộc sống nhiều lúc nó buồn cười anh em ạ. Nhà có dâm mát không ở vì ra cái chỗ như thế này nhưng mà nó vì đam mê đấy anh em nhé. Cần chai khoáng hôm nay em đánh đơn anh em nhé, này đánh đơn đi rồi gió một tí lâu rồi em cũng không quay đơn cho anh em xem, nhiều em hóng lắm rồi bảo đánh lục sát sinh, thực ra là em nói quá này nhiều anh em đến ấy bảo là đánh lục nó sát sinh, thế là hề cá đóng màu mồm nó gọi là chất, nhưng mà thực ra là mỗi cái nó có cái hay riêng anh em nhé, mỗi cái có một điểm hay riêng, đánh loại nào thì cũng được, mỗi người có cái đam mê mà có phải ai cũng thích câu đơn như các bác đâu. Hôm qua các bác chưa đi câu lục thôi, bởi vì nhiều anh em câu đài này gặp mấy ông câu lục là ghét lắm, bởi sao bởi lục này nó thật nó bị động nước ấy, nên là mấy ông ghét,
thực ra chính là đi câu lục anh em, câu lục mới là gọi được nhiều cá, còn đâu đơn với đài mà các bác mà bảo được nhiều cá hơn lục thì em chịu thua luôn. Bác nào mà muốn đi solo với em mà bảo đơn ấy, đài mà nhiều cá hơn lục ấy thì phải đi solo với em nhá. Em giật cho các bác xem, lục nó cái độ sát thương kiểu nó cao mà đóng cá nó dễ sinh cá. Đấy. Dễ được cá hơn là đơn đài, đặc biệt là đánh bằng mồi bột ấy thì lục nó bá đạo nhất. Em khẳng định các bác câu lục nó bá đạo nhất. Còn bác nào mà không tin thì cứ em đi solo em đi luôn. Đấy. Này, quả pháo đơn anh em. Này đánh quả pháo đơn này anh em nhé. Pháo to đẹp luôn, hôm nay có máy zoom. Này em mới mua con Calon. Zoom pháo sẽ nét căng cho anh em xem nó sướng mắt. Cái quả trúng đều đều này. 15.000 các bác ạ. Đây là phải chạy sang nhà thằng bạn mượn quả này, chứ em cũng không mua được quả này. Bởi vì cái quả này quả to, bình thường cái quả nhỏ thì cho em đầy có 5.000 quả thôi, nhưng mà cái quả 15.000 nữa không có. Đấy mới mượn được. Cái phao này nó to to, tí quay phao anh em xem nó thích mắt. Chết rồi, cái chỗ này nó rậm thế nhỉ. Rậm quá anh em ạ. Đập mấy cây đi. Quay nó mới nát được. Nè. Dẹp hết mấy cây na đi. Đập đập này em sợ rắn nó phi ra lắm. Cái chỗ đập rộng này khái lắm. Đang đập đập toàn là phát này, ăn đủ đấy. Làm cái lỗ này khả năng này ok rồi anh em ạ. Vợt thì dài đoang này, mong là hôm nay được sử dụng cái vợt này anh em nhé. Bao nhiêu ngày tháng thì vợt toán con tin tin, không con nào ra hồn, không bù ngày xưa. Ngày xưa cái vợt đều đều toàn cá to. Do là ở đây nó cũng là sông nước nợ các bạn, cái nước này nó là nước nợ chứ không phải là nước ngọt như trên chỗ mình, thành ra là em có thể mang thêm ít tôm đó. Đấy, đánh ít cái cá sông nữa. Chứ nếu là mà nó mà toàn kiểu như toàn cá nước ngọt ấy thì mình đánh một mồi ủ này không thôi là cũng ok. Nếu nước ngọt đánh một mồi ủ không rất ok luôn, nhưng mà đây nó cũng sống lợn thành ra này chơi loại mà tanh. Lẽ ra nhá, lẽ ra cái này mà hôm qua em có thời gian mà mua được tôm ấy thì mình giã nhuyễn cái mồi này thì đánh một mồi này nó hay hơn rất là nhiều, thì lại đóng được hàng sẽ cao hơn, nhưng mà không có thời gian, sáng này đi chợ thì nó mới có cái tôm này để mua. Thôi cầu hai nưỡi thì cứ một nưỡi tôm một nưỡi mồi ủ nhá. Được chơi anh em, nắng rồi đấy, chơi này. Để nắng mát, cái tầm trời nó mát này nó hay ăn, mà mình không câu cứ đợi tầm khoảng 10 giờ đổ ra là đúng rồi, cá thì đang rồi. Ui rồi. Đây rồi. Ui rồi. Hàng đấy rồi. Hôm nay đổ dùng vợt, dùng vợt. À, hôm nay được dùng vợt anh em ơi. Wow. Hôm nay thì đục dùng vợt rồi. Wow. Hôm nay được dùng vợt anh em này. Chim. Ôi, đóng chim sâu. Đẹp quá.
dậy rồi. Quả cho lên ngay. Vào đây. Vào luôn, tươi luôn. Hàng đấy chứ hàng đâu. Này, anh em nhìn chưa? Hàng đẹp luôn. Con này chắc được gần cân. Xe sâu con đầu tiên cho rõ đã. Kéo con chìm sự quá. Kéo chìm hơi bị sướng luôn anh em ạ. Con đầu tiên cho vào đây. Đây là động còn chắc là cứ cho vào góc trong đấy nó dâm mát anh em, góc đây nữa nó dâm mát đấy, công nhận là giặt chìm nó sướng, nổi như là cướp ấy. Chìm mới trôi câu cà phê. Quên vỏ không xem mà nó ăn nữa trên hay nữa dưới nữa. Tứ tùng bùng dùng nó này sủng cái vật nó ok rồi. Tôm cũng toàn là tôm xịn này, để cả con chẳng may đóng là em vượt. Lưỡi trên này móc tôm nhé, lưỡi dưới em chưa mồi ủ. Để xem là tí nếu được cá để xem nhắc đây là bọn này nó hay ăn mồi ủ hay là hay ăn tôm. Câu sông nước nợ thì em nghĩ là một tôm nó sẽ nhạy hơn, bởi bọn này ăn quen tôm rồi mà. Sông nước nợ thì chắc là tôm sẽ nhạy hơn rồi. Đục phi. Em đục phi các bác ạ. Rồi. Kể đi câu này cũng được đục phi này hay anh em ạ. Đục phi này chứ em biết được nhiều món mà dễ ăn. Chứ nhiều bác đi câu lại chép chép con này là khó ăn đấy. Nhờ
anh em mình cứ đi câu cái loại chép nhỏ nhỏ về không ăn được. Này câu toàn câu bằng tôm gai các bạn. Tôm này rẻ tiền lắm, 10.000 thì câu mày. Này mà giã nhuyễn cho mồi bột thì ngon quá. Không có thời gian, không có thời gian giã. Qua em đi làm cái chiều. Qua em làm cái chiều thành ra là lúc vẻ nó vội, 10 giờ về đây. Không có thời gian đi giã mồi. Chứ không này. Giã nó được vào mồi ổ này câu nó sướng lắm anh em. Ấy rồi. U. À rồi. Rô phi. Ấy rồi. U. À rồi. Rô phi. Hèm. Ui, rô phi trắng ngon chưa anh em này. Rồi, người trắng dã man luôn. Em này em trắng như Ngọc Trinh, đẹp như Ngọc Trinh luôn đấy. Này về hạ nó xuống không nó dẫy cắm vào tay chết. Ôi giời. Trắng như Ngọc Trinh đó, đó. Này chân chống máy quay đổ để dựng nó lại rồi đè nó xuống khỏe lắm, tuy nó khỏe lắm. Rô phi trắng như Ngọc Trinh các bác ạ. Tùy roi rói luôn. Thêm em nữa. Mấy cây này vướng quá. Này vớ vẩn lại cuốn hổ rô phi đẹp. Đi phao. Đi phao. Đi phao bắn bóng. Đi phao bắn bóng. Đồ phi to quá anh em ạ. Con này đóng lưỡi dưới đóng mồi ủ các bác ạ. À, anh em nhìn chưa, đóng lưỡi dưới đóng mồi ủ làm yên to quá.
Ôi, còn bự đấy, bự của nó đấy. Ui, con này là bự anh em ạ, to đấy, này là tổng khoảng 4 lạng đấy, không ít đâu. Về chưa? Hi. Đó luôn. Anh em nhìn mớ tôm tươi hôm nay mà nó lại chê mới đều. Toàn tôm tươi mà nó lại chê, nó thêm ủ các bạn ạ. Cứ móc cái lưỡi bên trên thì móc tôm, lưỡi dưới thì móc mồi ủ anh em nhé. Lưỡi dưới chơi ủ. Bắt cá to và chơi cục mồi to to một tí. Mồi to bắt cá to này. Ôi to bắt cá to. Ủa, em có phi bự bự. Có phi bự, con này lại đóng mồi tôm anh em ạ. Dạy ác đó. Thế anh em thấy không? Chỉ cần cho tôm một tí vào đầu lưỡi nó dính ngay. Nó dễ ác quá. Mỗi tí tôm đầu lưỡi cái giật phát dính luôn. Dính luôn. Vào hết trong giỏ kia. Tôm này chắc phải cứ bóc cái đầu đi cho nó mềm thịt anh em ạ. Vừa em bóc cái đầu tôm em vớt xuống đất mà dẫm vào cái gai này anh em này. Để cho bác xem này. Cái đầu này em bừa em vứt xuống đất em dẫm ngay cái gai nó cắm vào chân bục máu sợ thật đấy. À đây con tôm đẹp hơn này. Anh em cái gai này nó xin phát chân cháy máu sợ quá. Tôm này con này là tôm đất, chỗ em gọi là tôm đất, chỗ các bác gọi là tôm gì đấy, bọc nó ăn trắng thế này rồi không ăn nữa thì chúng mày ăn cái gì? Tôm trắng như ngọc trinh mà cá cũng trắng như ngọc trinh, chúng mày ăn cái gì? À, câu rô phi thì chỉ cần ngậm cái đầu này các bạn, cho lưỡi tới đây là nó ngậm phát dính ngay. Câu cá sông nước nợ thì thế mà. À, cho ngập vào thì nó đớp thì lại không nuôi được nó không dính rồi. Cục mồi ủ nên
Ôi giời. Ôi, quả đẹp thế. Ông hàng ơi. Rô phi. Yes. Đóng rô phi. Con này thì đóng nửa trên đóng mồi tôm anh em ạ. Dễ thế. Cái khăn mặt này cứ bao lần bảo mang khăn mặt rồi lại quên ấy. Đây rô phi sông trắng anh em, thịt trắng nha, trắng như ngọc trinh. Ngọc trinh trả lại tiền. Tuồng bắp trắng trắng đầu này, thịt nó mềm nhé, cá ngậm một phát là dính luôn đấy. Làm câu sông ăn chơi lưỡi to bác ạ, sợ chẳng may dính cá vược nó đớp phát thì đứt dây. Câu sông chơi lưỡi hơi to, to chắc ăn. Cá ngậm cái là dính đầu lưỡi luôn. Ô rô phi chết tiệt này. Ô anh em nhìn này, anh em nhìn con rô phi chết tiệt này, không để ý lôi vào có cần xuống tí lôi là kia mất. Wow. Vào luôn. Đi ra làm cái vèo phát ra ở kia. Ôi đồ phi chết tiệt này. Ôi anh em nhìn này.
anh em mình con rô phi chết tiệt thì không để ý, lôi vào có cần xuống tí lôi là kia mất. Vào vào luôn tí nữa làm cái vèo phát ra kia. Đóng luôn. Đóng luôn. Ui, con này bự anh em ơi. Ui, con này bự quá. Wow. Ui, chấm cỏ. Đẹp luôn. Ui, chấm xịn anh em ơi. Ui. Ui. Con này khỏe lắm. Wow, đấy hàng các bác này, ủ quả này to thế. Quả này bự luôn đấy. Quả này xấu lắm. Điểm tính. Vào chạy theo được không ạ? Mà sợ. Xấu. Rồi, ok. Hiền thế nhỉ? Cầu chấm cỏ này mới sướng các bác này. Anh em đã cảm thấy kích thích chưa? Về chưa? Bự luôn nhé. Nhanh nhanh, có các bác ạ. Nhanh nhanh luôn.